Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh học sinh và các em thân mến. Nói đến Tam Quan, người ta nghĩ ngay đến một thị trấn nằm phía bắc huyện Hòa Nhơn, là trung tâm hành chính kinh tế xã hội phía bắc huyện, là nơi có rừng dừa nổi tiếng của cả nước đã từng đi vào ca dao. Công đâu công uổng công thừa, công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan. Dừa Tam Quan bạc ngàn, người dân Tam Quan có truyền thống hiếu học. Nơi đây đã có nhiều tấm gương đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Hiện tại trên địa bàn Tam Quan có 2 trường trung học phổ thông, 1 trường trung học cơ sở, 2 trường tiểu học và 1 trường mầm non. Trường trung học cơ sở Tam Quan là tiền thân của trường cấp 2 số 2 Hòa Nhơn, thành lập sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nơi trường đóng ngày trước nay là ở khối 7 thị trấn Tam Quan. Trong hơn 20 năm, có nhiều cán bộ quản lý giáo viên đã từng công tác nơi đây đã chấp cánh cho biết bao thế hệ học sinh hiện đang sinh sống và làm việc trên mọi miền của Tổ quốc. Năm 1996, trường sáp nhập vào trường trung học phổ thông số 2 Hoài Nhơn, sau đổi tên là trường trung học phổ thông Nguyễn Trăng. Ngày 15 tháng 2 năm 2009, theo yêu cầu thực tế của địa phương và sự phát triển của ngành giáo dục huyện nhà, trường được tái thành lập, tách số học sinh trung học cơ sở từ trường trung học phổ thông Nguyễn Trăng, lấy tên là trường trung học cơ sở Tam Quan theo quyết định 274/QĐ-UBND ngày 3 tháng 2 2009 của Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Nhơn về việc thành lập trường trung học cơ sở Tam Quan. Trường được đặt trên địa phận cuối Nam thị trấn Tam Quan, nằm trên đường Trần Phú. Ban đầu trường có 2 dãy phòng học cấp 3 gồm 20 phòng với 22 lớp, 926 học sinh và 36 cán bộ viên chức. Với cơ sở vật chất ban đầu còn thiếu thốn, mặt bằng chưa được cải tạo, cây xanh bóng mát không có, nhà trường đã từng bước khắc phục, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi hoạt động của cán bộ, viên chức và học sinh. Trường chính thức đi vào hoạt động giảng dạy vào buổi học đầu tiên vào ngày 2 tháng 3 2009. Trải qua 10 năm kể từ ngày có quyết định thành lập, nhà trường đã từng bước phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Thành tích hôm nay của nhà trường còn mang bóng dáng không nhỏ của biết bao thế hệ thầy cô giáo đã về hưu và thiên chuyển công tác đến đơn vị mới. Chúng tôi xin được ghi danh trên bảng vàng truyền thống của nhà trường để tỏ lòng biết ơn bao thế hệ thầy cô đi trước đặt nền móng cho ngày hôm nay. Cảm ơn quý bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho trường cả vật chất và tinh thần. Thành tích trên còn là kết quả của sự nỗ lực lớn lao, sự đoàn kết nhất trí của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, là xuất phát từ sự nỗ lực phấn đấu rèn luyện của các thế hệ học sinh trong 10 năm qua. Đặc biệt, nhà trường xin cảm ơn đồng chí Võ Nhật Tịnh, nguyên bí thư huyện ủy Hòa Nhơn, người có công đầu trong việc thành lập trường. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà trường có một vị thế cảnh quan sạch đẹp như ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các đồng chí.